Hello, xin chào tất cả các bạn. Trong livestream ngày hôm nay, Khoa sẽ chữa đề ôn theo kỳ 1 của lớp 11 nhé. Rồi, chúng mình vào tới nhanh, chúng mình bắt đầu chiến đấu nào. Để cô mở thêm mình nữa nha. Đã thấy cô vào được rồi. Wow, nét thế. Rồi, xin mời các bạn vào đi ạ. Hình như không thấy mặt cô hay sao nhở? Bấm vào cái gì không có mặt nữa rồi. What's the matter? Không nhìn mặt nhau mất rồi. Không hiểu sao không có mặt cô nhở. Hello, xin chào Thanh Hải. Rồi, hôm nay là chúng ta có cái mấy đề lớp 11 khá là hay luôn các bạn ạ. Khá là hay luôn nè. Hello bà Thịnh, xin chào các bạn. Rồi, chúng mình đợt này đang vất vả đúng không ạ? Đang phải ôn thi đúng không? Đương nhiên rồi, đợt này đang thi học kỳ 1 mà. Đúng không? Cô tưởng An Nhiên đi chiều vào nhóm kia mà, An Nhiên không thấy vào Zoom gì cả. Rồi, nào, chúng mình sẽ chữa đề học kỳ 1 nhé. Rồi, viết rất là rõ rồi. Bài đầu tiên chính là chứ rồi đứng link các bạn ơi, các bạn cô chưa cho đây, giờ các bạn lấy giúp cô ở trên cái đăng chiều nay của cô ấy, các bạn lấy tạm này không giúp cô với, quên mất rồi. À thôi, đợi đợi cô, để cô lấy link cho nhá, đợi cô lấy link, cô ghim vào được mà đúng không, đợi cô nhá, đợi cô nào. Đây Facebook này, qua này. Cô lấy link cho các bạn nhé. Để cô giữ đoạn link đã, dài quá. Hôm nay không nhìn thấy mặt cô thật. 8571 85. Dọn đi. Copy. Đây, cô sẽ copy luôn thẳng lên cái livestream này nha. Xong cô ghi một lại cho các bạn này. Đó. Đợi tí, đang lát tí. Ghi, rồi, đấy. Đường link đây, nhớ chưa? Rồi. Rồi, bây giờ bạn đã sẵn sàng nào. Bài đầu tiên của chúng ta là bài phát âm. Đấy. Trong livestream của mình có bảo học sinh lớp 7. Thế thì lớp 7 cũng đã học những cái này đây các bạn này. Thực ra tiếng Anh các lớp nó cứ nà nà giống nhau thôi mà các bạn. Là cho cùng nhau làm nhé. Bạn cho cô xin đáp án nào. Một sẽ là gì nào? Chiến luôn thôi, bạn nào vào muộn, cứ vào muộn thôi. Nào qua cho cô xin đáp án nào. Một sẽ là gì đây? Là gì đây, là gì đây? Ok, một lời gì các bạn nhỉ? Đương nhiên câu này đáp án của chúng ta sẽ phải là gì nhỉ? Là caused, hoặc là the. Cô dặn cho mình nhé, chúng ta có nguyên tắc là gì? Nếu như những cái động từ mà kết thúc là SE chúng ta cũng đọc là the. Nhưng bởi vì vẫn nhớ cho cô này, bản thân cái từ gốc của nó đó là caused. Caused. Và phiên âm của chúng ta đó chính là chữ gì đấy ạ? Chữ Z. Nó là chữ Z. Cho nên khi mà thêm ED vào các bạn sẽ đọc cho cô là caused. Caused. Nhá. Rồi, câu số 2. Đáp án của chúng ta sẽ là gì đấy ạ? Tomb. Tomb. Mình đọc là U. Tomb, các từ lại nhá, bomb, combat, comment. Nhớ cho qua là cái từ này là comment, âm tiết số 1 nhá. Comment không phải comment ạ, comment là tiếng Việt mình nói thôi nhá. Comment, comment, được chưa? Nói dùng nào, câu số 3 đáp án của chúng ta sẽ là gì đấy ạ? À, bài từ cô 3 cô muốn là cho âm của từ nhá.
Yeah. Của chúng ta sẽ là gì ạ? C. Examination. Examination âm tiết số mấy nhỉ? Số 3. Các từ còn lại âm tiết số 2. À, examination. Số 4 xin lỗi. Các từ còn lại âm tiết số 3. University. Sociology. Geographical. Nó đều là âm tiết số 3. Còn mỗi cái từ examination âm tiết số mấy ạ? À, số 4 nhá. Rồi, câu số 4 đáp án của chúng ta sẽ là A ạ. Âm tiết số mấy ạ? Nature. Nature âm tiết số mấy? Số 1. Các từ còn lại âm tiết số mấy? Số 2. Agricultural. Begin. Forget. Nhớ chưa? Rồi, ok. Ơ, sao nó cứ hiện lên cái này nhỉ? Rồi, nhá. Ơ, không, câu 4 phải là A chứ bạn Ngân này. Nhá. Nature. Nature âm tiết số 1. Nhá. Còn các từ còn lại là âm tiết số 2. Agricultural. Forget. Begin. Nhớ chưa? Rồi, bài tiếp theo này. Tìm lỗi sai và sửa cho cô nào. Rồi. Now, Perry is much more exciting as I expected. Rồi, cái này lớp 11 nó dễ, khá là dễ luôn. Nào, Perry thì sao? Thú vị hơn là tôi mong đợi, đúng không? Vâng, vậy thì câu 5 đáp án của chúng ta chỉ có thể là gì nhỉ? Câu 5 là gì đấy ạ? Sẽ là gì đây các bạn? Sẽ là gì? Đương nhiên là C rồi, đúng không? Bởi vì các bạn nhớ cho cô nhé. Cái từ, ví dụ như là more exciting thì nó là so sánh hơn rồi đúng không ạ? Thì chắc chắn chúng ta không thể dùng S được bởi vì S chỉ dùng trong so sánh bằng mà thôi. Cho cô này các bạn đổi cho qua cái từ S thành từ gì nhỉ? Thành từ gian cho cô nhé. Và nhớ cho cô này, ở trong cái phần chuyên đề so sánh của chúng ta thì chúng ta có một cái phần nữa đó là để nhấn mạnh trong so sánh hơn thì người ta thêm từ much, đúng không? Đó. Thế ngoài cái từ much này ra chúng ta có thể dùng những từ như là gì nhỉ? A lot, far, nhớ chưa? Nha, bạn có thể ghi vào cho cô này. À, để nhấn mạnh cái mức độ so sánh, bạn có thể thêm cho qua cái từ far hoặc là gì đấy ạ, hoặc là từ gì đấy ạ, much. À xin lỗi, a lot. Tức là câu này có nghĩa là gì? Hay hơn rất nhiều lần ạ. Nhá. Ok. Rồi tiếp tục nào. Câu số 6 cho cô đi ạ. English speaking in many countries in the world. Đúng không? À, tiếng Anh được nói trên nhiều nước trên thế giới. Ồ, câu 6 này của chúng ta đương nhiên phải là câu bị động. Đúng rồi, bạn Ngân đúng rồi. Cho nên câu này của chúng ta sai ở B nhé. Và bạn đổi cho qua thành spoken. Câu số 3 là Chemical engineering is based in the principles of physics, chemistry and mathematics. Rồi câu 7 sai đâu đấy ạ? Gọi là kỹ sư hóa là được dựa trên cái principle, tức là cái nền tảng của môn môn gì nhỉ? Môn physics, vật lý này, môn khoa học này và môn toán này. Vâng, cho nên câu này của chúng ta chỉ có thể là A, đúng rồi. Đó là cấu trúc rồi phải không ạ? Rồi rất tốt ạ. To be based phải đi về giới từ gì bạn nhỉ? On. To be based on. Nhớ cho cô nhé. Và bạn nhớ cho cô này, mình có cái tính từ mình không đọc là basic nhé, mình đọc là basic. Basic. Vâng, thì cái chữ S thì mình đọc là sờ sờ nhẹ cho cô. Đấy chưa? Rồi, bài giờ cho cô nào. Đây là về phần giao tiếp. Xin lỗi, không nhầm. Các câu ngữ pháp nhầm. Lan likes music. Lan thích âm nhạc. Vậy thì ở đây có dấu hỏi chấm. Xin cô này dạng bài tech question. Câu hỏi có đuôi đúng không ạ? Vâng, cho nên cô thấy các bạn làm đúng rồi. Cái này phải là A. Chính xác. Ở đây chúng ta like ở đây là hiện tại đơn. Vậy thì chúng ta phải là dạng khẳng định. Và dạng phủ định của nó sẽ phải là gì ạ? Doesn't she? Câu 9 nào, if I you, I could apply for that English course. Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ xin vào khoa học tiếng Anh đó, đúng không? Rồi, vậy câu 9 của chúng ta phải là, ở đây bạn thấy cho qua là good apply, thì chính là câu điều kiện loại 2. Đúng không? Mệnh đề chính là good cũng là từ nguyên dạng. Cho nên câu này của chúng ta sẽ phải là be boy. À, đúng rồi, chính xác. Nếu tôi là bạn. Câu dưới nhá, câu 10 nào, I decide. Đương nhiên cấu trúc của chúng ta phải là gì đây? Nào, quyết định làm gì đó. Đề này khá là dễ vì ha. Rồi, vậy câu 10 của chúng ta sẽ phải là đi đó nhá. Decide to verb có nghĩa là quyết định làm gì đó. Các nhớ cho qua cấu trúc này. Mình có một cấu trúc là make a decision. Đi về giới từ on cho cô nhá. On something. Nhớ cho cô nhá. Make a decision on something. Câu này có nghĩa là gì? Đưa ra quyết định về cái gì đó. Nhá. Hello, cô chào Mason nhé. Câu 11 nào. Nowadays a large number of young people spend much time the internet. Câu 11 đáp án của chúng ta đương nhiên phải là gì đấy ạ? D á? Không đúng rồi. D sao được? Đúng rồi, phải là C. Rồi, chính xác. Mình có cấu trúc như sau. Spend time cộng với verb in. Nhá. Dành thời gian để làm gì đó. À, các nhớ cho qua cấu trúc này. Mình có cấu trúc nhá. Về chuyên đề lượng từ này. A large number of này.
cộng danh từ số nhiều này và động từ chúng ta phải là số nhiều, cho nên spent ở đây của chúng ta phải làm sao? Không có chữ s ở đây nhá. Câu dưới câu 12 nào. It was not until. Vâng. Mãi đến khi thì. À, cho nên câu này của 12 của chúng ta chỉ có thể là gì bạn nhỉ? Đúng rồi, A Mason đúng chính xác. Mãi đến khi thì it was not until chấm chấm that nhá. Mãi đến khi mà anh ấy làm sao? À, trượt kỳ thi cuối cùng thì anh ta nhận ra rằng là cái việc ôn tập nó quan trọng như thế nào nhá. Bạn có thể ghi một chút vào đấy ạ. It was not until chấm 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 chấm. Thì chấm chấm này của chúng ta là có thể là một mệnh đề như trong câu này này. He failed the final examination, đúng không? Nó là một mệnh đề đấy bạn này. Đó nhá. Hoặc có thể là một cụm danh từ hay là it hay là có thể là một cái danh từ bình thường thôi cũng được nhá. Và đây phải là that. Mãi đến khi thì. Rồi, câu 13 của chúng ta đó là chuyên đề về từ nối conjunction. Vậy câu 13 của chúng ta chỉ có thể là wow, gọi là đúng hết rồi, chính xác, when. Vâng, đây là chính là when là một từ dùng trong mệnh đề phụ. À, chúng tôi sẽ đi chơi khi mà trời ngừng mưa. Vậy thì các bạn nhớ cho qua là đây cái này chính là trong phần chuyên đề thì cô đã dạy chúng mình rồi đúng không ạ? Trong mệnh đề phụ các bạn phải dùng hiện tại đơn. Đó. Và trong mệnh đề chính ở đây hiện tại đơn thì đây sẽ phải là tương lai đơn. Và các bạn nhớ cho cô nhé, mệnh đề phụ when này, ngoài từ when này ra các bạn có thể dùng cho cô là ví dụ như là as soon as, nó cũng là một mệnh đề phụ, cũng là tức là gọi là khi đấy, thì cũng là một từ dùng trong mệnh đề phụ, được chưa? So we say as soon as, được chưa? Hay là gì? Trừ khi cũng là một từ trong mệnh đề phụ này, unless, được chưa? Unless. Hay là chúng ta có cái từ gì nữa nhỉ? Sau khi, after, đúng không? Trước khi là gì ạ? Before. Đấy, thì đây gọi là các từ dùng trong mệnh đề phụ nhá. Rồi, câu 14 qua thấy chúng mình là đúng rồi, C. Đây chính là câu đề kiện loại mấy các bạn nhỉ? Loại 3. If mệnh đề phụ dùng quá khứ hơn thành, mệnh đề chính của chúng ta sẽ là good. Đây là phủ định cho nên phải có từ not vào đây. Have been late. Tại sao có từ be? Bởi vì late là một tính gì? À là một tính từ. Thì trước tính từ phải là to be và phân từ 2 của to be phải là been nhá. Rồi câu 15 nào. John lost the bicycle he bought last week and his parents were very angry with him because of his carelessness. John bị mất cái xe đạp gì đấy anh ta mua tuần trước và bố mẹ anh ấy rất là tức giận bởi vì là cái sự bất cẩn của anh ấy. Nào, câu 15 của chúng ta. Bạn cứ viết cái này đi để cho không bị nhầm này. Đó là Osascom. Vậy bạn Rin Trần làm là D, Mason làm là D. À, nhờ cô chúc phép các bạn chuẩn đấy. Được đấy, đúng không? Rồi. Chính xác. Câu này của chúng ta phải là D nhá. Yeah, that's right. Nào chúng ta cùng nhau phân tích nhá. Beautiful viết ra cho từ có nghĩa là gì ạ? Opinion. Đúng không? Tiếp theo nhá. New viết ra cho từ gì ạ? Age cho letter A. Tuổi tác. Cũ mới, già trẻ đều là tuổi tác hết, đúng không? Blue cho từ color, màu sắc, đúng không? Đây, color, C, đúng không? Rồi, Japanese có nghĩa là gì nhỉ? Origin, nguồn gốc, đúng không? Có đúng là O không? Đấy, bạn thấy hiểu thế nào là thứ tự chưa? Adjective order. Ok, yeah, amazing, that's right. Rồi, câu 16. Hôm nay mình có phải làm trước hay sao? Nhanh thế. Rồi, 16 sẽ là B-boy. Đúng rồi, chính xác. Đây chính là câu, đúng rồi, Việt Anh tốt. Chính xác, ông sáu ăn super một phì, đúng rồi. Chính xác. Bởi vì đơn giản là câu này là câu đề kiện loại một nhưng ở dạng đều đang hỏi đáp thay từ if bằng từ should, đấy chứ. Nếu như bạn qua cái cửa hàng thuốc này thì bạn mua tôi thuốc aspirin nhé. Ok, chính xác. Rồi câu dưới đây, cô nào, câu 17 nào. Did you arrive at the station on time? No, I missed 5 o'clock train. The door was another one after 5 minutes. Nào đến chữ gì đấy? Đây là phần từ nối rồi. À, câu này qua dịch như sau nhé. À, bạn có đến station đúng giờ không? On time. Đấy ạ. Hello Vương Anh. À, không, tôi lỡ chuyến tàu lúc 5 giờ rồi. Đúng không? Cái gì đó. Từ từ. Bình tĩnh. Thiếu chữ ấy rồi. RE rồi. Đúng rồi. There was another one. À, tức là có một cái con tàu khác sau 5 phút nữa. Vậy câu 17 của chúng ta ở đây chỉ có thể là gì thôi? Là C, đúng rồi, chính xác. C có nghĩa là however, có nghĩa là tuy nhiên, đúng không? Tuy nhiên. Ở đây chúng ta có từ first, có nghĩa là do vậy. Also là cũng. Beside, mà có S, gọi nhớ cho qua nhé. Be, sau giờ phải là that, cô ạ. À không, sau that, sau phải là,
Cô không hiểu bạn ấy nói gì. Ok, không hiểu được bên anh nói gì. Beside mà có S. Và nhớ cho cô nhá, beside mà có S, người ta không dịch là bên cạnh đâu, mà người ta dịch là ngoài ra. Thì nó đóng vai trò là một trạng từ. Nhưng mà nếu như đóng vai trò là một giới từ thì không có S gì. Bỏ S gì đi. Nhớ nhá. Rồi, ok. Ôi, câu 18 dễ quá. 18 của chúng ta là chuyên đề câu cấu trúc đảo ngữ họ lý chấm chấm when. Cấu trúc này người ta dịch là gì ạ? À, vừa mới thì, và sau họ lý chúng ta phải dùng đảo của quá khứ hoàn thành. Mà đảo của quá khứ hoàn thành, cấu trúc của chúng ta như sau: h cộng s và cộng với phân từ gì? Phân từ 2, đúng không ạ? Vâng, vậy 18 câu A thấy chúng mình là đi là quá chuẩn rồi. Anh vừa đến thì cuộc tranh cãi bắt gì ạ? À đầu, đúng không ạ? Rồi, 18 của chúng ta phải là đi đáp nhá. À, cái chỗ đề bài này ấy, các bạn phải đổi cho cô thành quá khứ đi. Tại sao đổi thế này được nhỉ? Đúng không? Phải là quá. Nhớ chưa? Sau từ quen tức là, thì ở trên là đảo quá gần thành thì sau phải là quá khứ đơn nhé. Tại sao hiện tại đơn được? À, cô giới cô đã. The film was really boring. It was I've ever seen. Úi giời ơi, có hiện tại hoàn thành rồi. Hiện tại hoàn thành thì luôn luôn dùng trong cấu trúc ở so sánh. Đúng rồi, so sánh nhất. Trả luôn. The most boring film. Các bạn làm khá là nhanh. Rất tốt. Rồi, đấy thuộc cấu trúc sướng nhỉ? Làm bài rất nhẹ nhàng đúng không? Rồi, bài dưới của chúng ta về về câu giao tiếp này. Now, could you like something to eat? I'm not hungry now. À, câu này có nghĩa là đừng, không phải câu hỏi mà câu lời mời đấy. Bạn muốn ăn cái gì không? Bạn ăn cái gì nhá? À, xong người kia là cái gì đó? Ừ, tôi bây giờ tôi không đói. Vâng, vậy câu 20 của chúng ta qua thấy các bạn làm là gì đây? 20 là gì đấy ạ? 20 là gì nhỉ? 20 là gì đây? Nào. Đúng rồi, chính xác. Ừ. Không, cảm ơn, các bạn nhớ cho qua nhé. Đây là một câu lời mời, cho nên ví dụ người ta, ví dụ mình mà có trả lời là có ấy, thì mình sẽ trả lời câu là oh yes I'd love to. Đó là cấu trúc rồi. Nói chung là những cái này đã thuộc cấu trúc thì các bạn chỉ có thể nhớ nhớ sức nhớ thôi. Yes, I'd love to. Vâng, tôi thích mà, đúng không ạ? À, còn kia là không, cảm ơn nhé, đúng không? Rồi, quay mất cho cô ạ. Could I speak to Susan? À, tôi có thể nói chuyện với Susan được không? Đó, vậy thì 21 của chúng ta phải là gì đã? À, đi đâu? Speaking. Có nghĩa là câu này có nghĩa là Susan đang nói đây. Hoa speaking, Hoa đang nói đây, đúng không? Nói chung dùng từ answering hay là talking đâu ạ, nhá. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục bài dưới cho qua nào. Tìm từ gì đây? Closest in meaning. Tìm từ đồng nghĩa, đúng không ạ? Vâng. Vậy 22 của chúng ta sẽ là gì đấy ạ? Sẽ là gì đấy ạ? Lúc các bạn nhìn trên cái link nó sẽ là màu đỏ. Nhưng mà sao lên lại không hiện lên màu đỏ trên này nhỉ? Chứ không phải là thiếu gạch chân đâu các bạn ạ. Why? Tại sao lại thế này? Ok, thôi để cô phải sáng tác vậy đó. Tìm từ đồng nghĩa các cái màu xanh nhá. Cái màu xanh nhá. Rồi. Nào, cho thử làm nào. The cultural and historical site in Kyoto has been given appropriate care and maintenance. Ở đây chúng ta có cái từ, chúng ta cho văn cảnh nhé. À, dịch như sau ạ. À, những cái địa điểm về văn hóa và lịch sử ở Kyoto đã có những cái sự chăm sóc rất đặc biệt, hợp lý. Ở đây chúng ta có từ appropriate, nghĩa là hợp lý, đúng không? Và cái gì đó, maintenance. Vậy thì maintenance có nghĩa là sự gọi là gì nhỉ? Gọi là gì nhỉ? Maintenance có nghĩa là tiếng Việt người ta gọi là bảo trì các bạn. Gọi là bảo trì ạ. Vâng, vậy thì câu này 22 của chúng ta đồng nghĩa sẽ phải là gì đây các bạn? Chăm sóc và bảo tồn đúng không ạ? Vâng, cho nên câu này của chúng ta sẽ phải là gì đây? Ây, đúng rồi, chính xác. Preservation nhá. Các bạn đọc cho qua từ này nào. Preservation. Nhớ cho cô nhá. Động từ ạ, thì bạn sẽ đọc cho cô là y này. Nào, đọc cho cô nào. Preserve. Preserve. Nhưng mà danh từ đó của là preservation nhá. Rồi hai ba này. Ở đây chúng ta có từ revival có nghĩa là kẻ thù địch này, sự thù địch này. Recovery là sự hồi phục này. Recognition là sự nhận ra này. Cho nên đây của chúng ta là sự bảo tồn, duy trì đúng không ạ? Ở cô giới nào. Our parents joined hands to give us a nice house and a happy home. Nào cho cô đoán đấy ạ. Hai ba các bạn làm gì đây? Wow, các bạn làm bài nhanh thế. Như tên bắn luôn đi. Sướng.
Rồi, vậy câu này của chúng ta vậy là bố mẹ tôi gì đấy để cho chúng tôi một ngôi nhà đẹp và một gia đình hạnh phúc. Cái từ house là để cái vật chất để mình ở thôi. Còn home đây mang nghĩa kiểu một cái gia đình hạnh phúc các bạn ạ. Nó mang nghĩa tinh thần nhiều hơn đúng không ạ? Cái từ home này. Vâng, vậy thì hai ba của chúng ta sẽ phải là gì đấy? Bạn Ngân là D đúng không? À, Mason cũng là D đúng không? Đúng rồi, con này chỉ là thể D mà thôi, đúng rồi. Join hands có nghĩa là chung tay lại với nhau, góp chung sức lại với nhau. Thì đây của chúng ta sẽ là work together nhá. Rồi, nào, make decision có nghĩa là gì các bạn nhỉ? Đưa ra quyết định đúng không? Take each other hands không ai nói thế cả đúng không? Put together không ai nói thế cả đúng không? Rồi, nào bài dưới trái nghĩa cho cô nhá. 24 của chúng ta ở đây sẽ là compulsory. Cái chân này. Rồi, tiếp tục này. Lên lên không hiện lên màu đỏ nhỉ. 25 của chúng ta sẽ là permanently. Rồi, cho cô đoán đi. Trái nghĩa opposite trên bên này. Nào, vậy thì 24 của chúng ta là gì đây? Xin mời, 24 là gì đây các bạn ơi? Schooling is compulsory for all English children from age 5 to 16. Trường học là gì đấy cho các bạn học sinh nước Anh kể từ độ tuổi 5 đến 16. Vậy câu 23, à 24 của chúng ta phải là oh yeah, đúng rồi. Bắt buộc các bạn, chính xác. Compulsory có nghĩa là bắt buộc và nó sẽ đồng nghĩa với một từ là gì nhỉ? Mandatory có nghĩa là bắt buộc nhá. Vậy thì trái nghĩa với từ bắt buộc sẽ là gì nhỉ? Sẽ là lựa chọn. Đúng rồi, qua thầy chúng mình làm đúng rồi. Be boy. Quá là được luôn. Optional. Optional có nghĩa là có tính lựa chọn, đúng không? Còn đây chúng ta có từ beneficial có nghĩa là có lợi ích, đúng không? Constructive là có tính xây dựng. Có tính xây dựng nhá. Giờ câu 25 nào. The original World Cup trophy. Trophy có nghĩa là cái cúp các bạn. Was given permanently to Brazil to honor that country's record the World Cup title in 1970. À, tức là gì ạ? Cái gọi là gì ạ? Cái cúp của World Cup này là đã được tặng cho gì đó cho Brazil để vinh danh. Honor có nghĩa là vinh danh, vinh dự đấy ạ. À, là cái gì ạ? Là cái gọi là đứng ở thứ ba, lập kỷ lục đứng thứ ba ở World Cup vào năm 1970. Đúng không ạ? Vì đương nhiên câu này của chúng ta là khi mà người ta tặng cúp trai đó thì cái cúp đó thuộc mãi mãi về cái người đấy chứ đúng không ạ? Thuộc cái đất nước đấy chứ ạ? Vâng, vậy thì cái từ permanently âm số 1 nha. Và người ta dịch là mãi mãi đúng không ạ? Vâng ạ, vậy thì trái nghĩa của nó sẽ là gì đấy ạ? Tạm thời. Wow, tuyệt vời quá. Temporarily, chính xác, có nghĩa là tạm thời nhá. Rồi, à, xong chưa? Bài dưới cô nào? À, bài dưới có nghĩa là gì đây? À, chọn câu đồng nghĩa. Nào, đồng nghĩa qua nào. I will help you with the housework, Mai said. Mai nói, tôi sẽ giúp bạn làm bài tập về nhà nhé. Con nhớ cho qua cấu trúc nhá. Help somebody cộng với giới từ with. Chúng ta sẽ có ba cấu trúc với help, ví dụ như là help somebody to verb, hoặc là help somebody verb, hoặc là help somebody with. Thấy chưa? Rồi, tôi sẽ thế nào, tôi sẽ thế kia. Lời hứa vẫn mãi là lời hứa mà thôi đúng không ạ? Vâng, cho nên câu này của chúng ta phải là hứa, đúng rồi, chính xác. Promise to do something, hứa sẽ làm gì đó nhá. Thế còn chúng ta có cái cấu trúc là ask somebody to verb có nghĩa là bảo ai làm gì đó. Beg somebody to verb, cầu xin ai làm gì đó. Insist on cộng với cấu trúc này người ta dịch là khăng khăng làm gì đó. Thấy chưa? Khăng khăng làm gì đó. Rồi, vậy thì suy ra đáp án câu này của chúng ta chỉ có thể là A mà thôi nhá. Hãy bảy cho qua nào. They couldn't go swimming because of the cold weather. Họ không thể đi bơi được bởi vì sao? Thời tiết lạnh. Vậy thì 27 của chúng ta sẽ là gì đây? Họ không thể đi bơi vì thời tiết lạnh. Vậy 27 phải là ủa thi học kỳ lắm cần mấy cái dạng này thôi mà các bạn nhỉ? Vậy sẽ là gì các bạn nhỉ? 27 là gì nào? I'm waiting for you everyone. 27 là gì đây? Nào câu 1 nào. À, thời tiết lạnh làm cho nó không thể đi bơi. Làm gì ai nói thế này nhỉ? Không có thế nhỉ. Câu B này. Thời tiết lạnh ngăn cản họ không được đi bơi. Câu dưới. Cái việc đi bơi của họ là không thể do thời tiết lạnh,
Câu này là thế này. Con nhớ cho qua nhé, mình có cấu trúc như sau này. To be unable to verb. Có nghĩa là không có khả năng làm gì đó. Thì unable đây đóng vai trò là một động từ. Nhá. Câu dưới này, không ai người ta nói là made it not capable of doing something. Mặc dù chúng ta có một cấu trúc là to be capable of doing something, tức là có khả năng làm gì đó, nhưng không ai dùng cấu trúc là made it not capable of được, không nói thế. Vậy thì câu này của chúng ta chốt chỉ có thể là, đúng rồi, Mason là đúng câu này rồi, chính xác. Thế là đi boy nhé. Ở đây mình có cấu trúc là prevent somebody from, ngăn cản ai làm gì đó. Được chưa? Rồi, hai, theo cô, mấy cô dưới là cô thấy đã giải thích các bạn vì sao sai rồi phải không ạ? Nhớ chưa? Tiếp tục này, mình có câu 28 đi. I can't help verbing, I can't help cộng verbing. Cấu trúc này có nghĩa là không thể làm gì đó, không thể không làm gì đó, xin lỗi. Tôi không thể không cảm thấy lo lắng về David được. Rồi, vậy thì 28 của chúng ta chỉ có thể là tôi không thể không, tức là ý câu này có nghĩa là tôi phải lo lắng về David ạ. Là gì đây? 28, bạn Rin Trần làm là A. Mason là A. Quá chuẩn rồi, chính xác. Bởi vì đơn giản nhé, mình có cấu trúc như sau này. Find somebody, something, hoặc động từ dạng vô hình. Thấy ai, thấy cái gì đó, ra ra. Thấy chưa? Đó. Thì đằng sau của chúng ta sẽ là một tính gì? Tính từ. Thấy chưa? Thấy ai, thấy cái gì, hay thấy việc làm gì đó, ra ra. Đó, được chưa? Rồi, vậy câu này của chúng ta chỉ có thể là A mà thôi. Ok, ok. Câu dưới này tôi không lo lắng. Tôi không lo lắng về David, không đúng nghĩa đúng không? Tôi không thể làm gì ngoài việc giúp David. Không đúng, ở đây mình đang lo lắng. Tôi không thể không cảm thấy lo lắng về mà, đúng không? Ok. Tôi không thể giúp cho David ngừng lo lắng được, không đúng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm bài combination nối nào. Câu nối nào. A waiter serves. He was very impolite and impatient. Người phục vụ bàn, phục vụ chúng tôi, cô ấy rất là mất lịch sự và không kiên nhẫn. Rồi các bạn cho qua xin đáp án ở đây sẽ là gì đây? 29 sẽ là gì đây ạ? Sẽ là gì? Sẽ là gì đây? 29 sẽ là gì đây? Nào, cái này nó sẽ liên quan đến chuyên đề đại từ quan hệ, mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định. Mệnh đề quan hệ không xác định là mệnh đề có dấu phẩy. Khi nào dùng dấu phẩy? Khi mà chủ ngữ là một danh từ xác định. Ví dụ, tên riêng. Rồi, hay là the mother, mẹ. Mẹ chỉ có một xác định thôi đúng không ạ? Và đây là a waitress là một nghề nghiệp, là người phục vụ bàn thì nó cũng xác định rồi. Vậy câu 29 của chúng ta là, để cô đang nhắc lại lý thuyết cho các bạn đi ạ. Sẽ là phải là gì? Cái này phải là xác định chứ. Thì đây là danh từ xác định rồi. Ơ, nghề nghiệp mà, một người phục vụ bàn mà, thì phải có dấu phẩy chứ. Câu này phải là A nhá. Đấy, chỉ khác nhau mỗi dấu phẩy không dấu phẩy thôi nhá. Một nghề nghiệp phải xác định rồi các bạn ạ. Cho nên các bạn phải dùng mệnh đề quan hệ không xác định, tức là phải có dấu phẩy ở đây nhá. Ok, done. Thế rồi câu 30 này. He was successful because he was determined to pursue personal goals, he was not talented. Anh ta rất thành công bởi vì anh ta quyết tâm theo đuổi cái mục tiêu cá nhân của anh ấy và anh ta không có tài. Vậy 30 của chúng ta phải là gì đây? Gì đây? Ở đây mình có cấu trúc rất hay các bạn này. To be determined to verb. Cấu trúc này có nghĩa là quyết tâm làm gì đó. Vâng, vậy thì 30 của chúng ta phải là gì đây? Bạn bảo là C. Rồi, có ai đáp án khác không ạ? Anh ta thành công bởi vì anh ta quyết tâm theo đuổi mục tiêu cá nhân, anh ta không có tài. Vậy 30 của chúng ta phải là gì đây? Ta bảo là A. Nào cho xem câu A từng câu một nhá. Chúng ta cảm giác đây là câu trẻ đúng không? Đấy, có thư giác này. Câu dịch câu này như sau nhá. Chính sự quyết tâm của anh ấy để theo đuổi mục tiêu chứ không phải là tài năng đã đóng góp cho thành công của anh ấy. Câu số 2 này. Ngoài tài năng, quyết tâm của anh ấy ra thì tài năng đảm bảo anh ấy có được sự thành công trong cái này. Câu dưới này, câu C này. Câu C này.
là gì đó, sự thành công của anh ấy lay in his natural ability, not his determination to pursue personal goal. Câu này có nghĩa là gì ạ? Cái thành công của anh ấy dựa trên cái khả năng tự nhiên của anh ấy, không phải tài năng đã để theo đuổi mục tiêu cá nhân. Mục tiêu của sự quyết tâm của anh ấy để theo đuổi mục tiêu cá nhân đã làm cho anh ấy thành công và có tài. Rồi, câu này bắt đầu có sự khác biệt rồi đây. Thế câu này của chúng ta là cái câu D vứt ngay rồi, đúng không ạ? Rồi. Có phải là mục tiêu cá nhân thì mới thành có tài đâu, đúng không ạ? Vâng. Đó. Vậy câu này của chúng ta sẽ phải là gì đây? Chính cái mục tiêu hoàn thành này chứ không phải là tài năng đã đóng góp. Thứ nhất là nhá, nếu như mà câu này có lừa nhau, thực ra câu này thật sự rất lừa nhau các bạn ạ. Bởi vì nếu như học sinh lớp 1 chắc chắn các bạn sẽ chọn đây, cô khẳng định luôn. Nhưng vấn đề là cấu trúc câu trẻ của chúng ta có như thế này đâu. Nó làm gì có dấu phẩy đâu. Nó không có cấu trúc các bạn ạ. Đó, cho nên câu A chúng ta cũng lại luôn. Câu này câu hơi khó đấy các bạn ạ. Nào, sẽ là gì đây ạ? Nào, câu A lại luôn nhá. Ngoài quyết tâm ra thì tài năng đảm bảo. Càng sai câu này luôn. Càng sai câu này luôn. Không phải, đúng không? Có phải là tài năng, bởi vì câu này người ta nói là không có tài mà, he was not talented mà, chứ đâu phải là cái tài năng đảm bảo cho anh ấy có sự thành công trong câu này. Đó, cho nên câu này cũng là sai nhá. Câu này cũng là sai ạ. Rồi, ok. Vậy thì câu này đáp án của chúng ta chỉ có thể là gì đấy ạ? Xin mà thôi. Vâng, câu này thực ra hơi khó với các bạn. Câu này thực ra hơi khó nhá. Thành công của anh ấy là nhờ vào khả năng tự nhiên. Cả lớp ghi giúp cô đấy ạ. Cấu trúc đi nhá. Ghi đi con. Thành công của anh ấy là nhờ vào khả năng tự nhiên. Rồi, ok. Vậy câu này của chúng ta chỉ có thể là gì đấy ạ? Sẽ là C cho cô nhá. Được chưa? Con ghi vào đi ạ. Xong. Nào, câu số dưới cô này. À, bài đục lỗ cô nhá. Từ 31 đến 33. Nào, cô sẽ làm kiểu này cho bạn nhìn rõ hơn luôn này. Đó. Với dạng bài đục lỗ, chúng ta hay bị sợ vì nó cứ thành đoạn văn, nhưng mà các bạn cứ luyện đi thì đâu có sợ đâu, nó toàn là cấu trúc. Thực ra nó là ngữ pháp thôi mà. Chẳng qua là cho đoạn văn thì các bạn thấy cảm thấy thấy nó sương sương thôi, chứ không phải là như vậy nhá. Rồi, cô mời các bạn nào. Sẽ là gì đây? À, mốt là gì các bạn ơi? Always arrive early if you do not know the organization is located. Call for exact directions advance. Leave some extra time for any traffic, parking or unexpected events. Hãy đến đúng giờ đi, đúng không ạ? Hãy đến sớm đi nếu như bạn không biết cái tổ chức đó nó được đặt ở đâu cả, đúng không? Hãy gọi là tìm phương hướng đi trước đó đi, đúng không? Hãy chú ý đến thời gian về việc là về xe cộ này, đỗ xe này, những cái mong muốn nó không xảy ra, không mong muốn unexpected, những cái sự kiện xảy ra không theo như mong muốn, đúng không ạ? Rồi, nếu bạn chạy chậm thì hãy call right away and let someone, hãy gọi điện cho ai đó và để cho ai đó biết. Cái thời gian tốt nhất để đến đó là khoảng sớm khoảng 5-10 phút. Hãy cho bản thân mình cái thời gian để đọc cái resume đó một lần, đó, để làm sao catch a breath, đúng không? Và để tức là gì? Để gọi là hài hòa nhịp thở của mình đi và sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn. Khi bạn ở văn phòng rồi thì treat everyone you encounter được gặp ạ. Hãy cứ gửi mọi người bạn gặp ý, với cái sự tôn trọng gì đó với mọi người khi mà bạn đi vào cửa. Hãy mặc những cái bộ com lê rất là professional, rất là chuyên nghiệp đấy ạ. Và cái điểm này sẽ nên được emphasize, nhấn mạnh. Tức là cái việc mặc quần áo lịch sự thứ là rất được quan tâm đấy ạ. Ok. Rồi, vậy thì cho cô hỏi đáp án của chúng ta 31 của chúng ta ở đây sẽ là gì đây? 31 là gì bạn ơi? 31 là gì đấy? 31 là gì đấy? Located. Ở đây chúng ta có từ located là được đặt. Vậy thì được đặt ở đâu đó thì đương nhiên chúng ta phải dùng đại từ quan hệ gì nhỉ? Đương nhiên là where, đúng không? Nhá, rồi. 32 là gì đấy các bạn? Các bạn không comment à? Không nhìn thấy comment rồi.
Hay là tại mạng lượng lướt đang chậm? Rồi, nào, 32 là gì đây các bạn? Hay là gì nhỉ? Nào, trước đó thì đương nhiên phải là in advance. Các bạn nhớ cấu trúc muôn thuở rồi đúng không ạ? In advance, nhá. Rồi, 33 sẽ là gì đây? Be gì nhỉ? Thoải mái đi, thoải mái mọi người đi. Chứ đừng có mà, đừng có disappointed là không được rồi đúng không ạ? Vâng, và hơn nữa chứng minh là cho qua này. Disappointed phải đi với từ with này, đúng không? Excited phải đi với about này, đúng không? Happy with này, pleasant with này. Nhưng mà đây là giới từ to đây. Đó, thì câu này của 33 của chúng ta chỉ có thể là đây mà thôi. Pleasant to thì được dùng cả to các bạn nhé. Hãy thoải mái với mọi người, đúng không ạ? Ok, à không, cô biết bọn mình CMT nhưng cô biết rồi, cô biết mà. Nhưng mà vấn đề là cái mạng ấy. Đó, ok. I know you're very energetic, I know that. Rồi, 34 cho qua đi. First, are extremely important in the interview process. Women should wearing too much jewelry. À, các ơi, chúng các bạn này, ở đây đừng gì là mặc mặc trang phục, à mặc mặc gọi là gì ạ? Jewelry nghĩa là, gọi là đồ đồ trang điểm ạ. Đúng rồi. Trang sức. Vâng, đừng gì là mặc đồ trang sức mà đeo đồ trang sức đúng không? Đừng có đeo quá nhiều trang sức hay là trang điểm quá nhiều. Các bạn ơi, chúng mình có cấu trúc là to wear makeup có nghĩa là trang điểm ạ. À, đàn ông thì là sao? Nên tránh những cái flashy suit, tức là gì ạ? Tránh những bộ con lê lè lẹt ra, à, cái bóng loáng ra đúng không? Và wear ở đây toàn cấu trúc hai này. Đừng có gì là đeo nước hoa, mà gì là đừng có xịt nước hoa nhiều quá đúng không? Perfume đúng không ạ? À, một điều quan trọng là bạn cảm thấy thoải mái được. À, trong khi là gì ạ? A suit is a standard interview attire in a business environment. À, bộ com lê là một, tức là một cái quy chuẩn rất là tốt, ở rất là đúng đấy, ở một cái môi trường kinh doanh đúng không? Nếu bạn nghĩ là đó là một môi trường informal, informal tức là kiểu không trang trọng ạ, thì hãy gọi trước đó và hỏi. À, regardless, if you can never be overdressed if you are wearing a tailored suit. À, ok. Tức là bạn ý là câu này có nghĩa là bạn đừng có mà kiểu như là kỹ càng quá. Chung là đi phỏng vấn cũng không nên kỹ càng quá, nói chung là cũng không, nói chung là đừng có gì quá các bạn ạ. Ví dụ thích một ai cũng đừng thích quá đúng không, kiểu thế. Lười thì cũng đừng lười quá, lười vừa thôi đúng không? Chăm thì cũng đừng chăm quá, nghe hợp lý không nhỉ? Cái này tùy văn cảnh nhá. Rồi, vậy thì 34 của chúng ta sẽ là gì đây? À, 34 các bạn có thấy các bạn là B này. À, 34 là B hả? Đúng không nhỉ? B là attention, là sự chú ý. Ví dụ quả trên lớp mình ơi, pay attention to your lesson please. Hãy chú ý đến bài học đi thì được, đúng không? Nhưng mà các bạn nhớ cho cô cái lần đầu mà người ta gặp mặt ý, thì phải là ấn tượng ban đầu các bạn ạ. Nhớ chưa? Cho nên câu này của chúng ta sẽ phải là impression. Ok? Thế là phải là ấn tượng ban đầu chứ, đúng không? Ấn tượng ban đầu cực kỳ quan trọng trong cái quá trình phỏng vấn này, đúng không? Đó. Attendance có nghĩa là sự tham dự này, đúng không? Ở đây chúng ta có từ pressure. Pressure có nghĩa là áp lực này. Và chúng ta có một cấu trúc đó là under pressure, có nghĩa là chịu áp lực nhá. Under pressure là chịu áp lực đúng không? Rồi, và mình có cấu trúc là pay attention phải đi về to nhá, tức là chú ý đến cái gì đó, được chưa? Rồi, tiếp tục đi ạ. 35 là gì đây? 35 là gì đây? 35 là gì đây? Nên tránh đi, tránh đừng có đeo nhiều trang sức quá hay là trang điểm nhiều quá đi, đúng không? Đó, nói chung là đi trang đi thi chúng mình, à đi ấy chúng mình nhẹ nhàng thôi các bạn ạ. Vâng, trên câu 35 của chúng ta chỉ có thể là A mà thôi. Wow, thế với luôn, nợ mặt trời luôn. Nhá, avoid. Nhá, đề này khá là dễ luôn. Nào, 36 đến 42 nói về English. Nào, cho câu hỏi các bạn này. Các bạn muốn cho cô chữa kỹ các bạn hay là cô chỉ cho các bạn đáp án này. Các bạn cho cô xin đáp án của các bạn này. Các bạn muốn thế nào cũng được. Cô kiểu gì cũng ok hết. Nào, muốn chữa kỹ hay cho đáp án luôn nếu bạn làm rồi nào. Bởi vì cứ nói đọc hiểu là các bạn không thích đâu, đúng không? Là gì đây, là gì đây? À, ở đây chúng ta có từ dominant. Dominant có nghĩa là nổi trội nhá, dominant. Tiếp tục này, động từ emerge có nghĩa là nổi lên. Emerge, nổi lên. Invasion có nghĩa là sự đô hộ. Cho đáp án luôn, ok đấy. Nghĩ chưa, nguyên nhân làm rồi, ok. Chúng mình yêu từ vựng thôi nhá. Mình có cấu trúc là as the result, do kết quả là, đúng không? Rồi, ok, wow, đấy. Thảm nào cũng biết ngay mà, vì chúng mình có thể chúng mình làm rất là nhanh. Tiếp tục câu hỏi tiếp chúng mình từ này nhá. Colonization là gì nhỉ? Phần này cơ bản từ vựng thôi.
À, đó là sự gì à? Sự color này, sự gọi là sự sự đô hộ, đúng rồi, sự đô hộ. Rồi, cô cho đáp án luôn nhá. Đấy, câu hỏi từ cho chúng mình từ vựng trước. Diplomacy có nghĩa là ngoại giao trước nhá. Rồi, tiếp tục này. Nhớ cho qua cái cách ngữ pháp này. 80%, 80%, không bao giờ có S hình sau nhá. Currently có nghĩa là hiện tại. Được chưa? Rồi, tiếp tục có gì đây? Non-natives, tức là không phải là người bản ngữ nhá. Rồi, ok. Đó, rồi qua dịch nhá. À, có đây cái cấu trúc là over the past. Đây, cái phần này học sinh rất hay nhầm gọi này. Over the past 600 years. Người ta không dịch là 600 năm trước kia, mà người ta dịch là 600 năm gần đây. Tiếng Anh đã trở thành một ngôn ngữ của ít người nói để trở nên là một ngôn ngữ rất là nổi bật của giao tiếp quốc tế. Như chúng ta biết ngày nay thì tiếng Anh đã nổi lên khoảng từ năm 1350, sau khi mà đã làm sao có những cái yếu tố kết hợp với nhân tố của tiếng Pháp mà đã được đưa ra sau khi mà sự chiếm đóng của Norman vào năm 1066. Mãi đến những năm 1600, nhớ cho có cách nói này, đây là ngữ pháp này, giờ 1600 là cái S gì nhá. Rồi, ở khắp mọi nơi thì tiếng Anh đã được, không những chỉ được nói ở nước Anh mà thậm chí nó làm sao, tức là nó chỉ được nói nước Anh thôi ạ, và nó không được extend được, tức là nó không được extend có nghĩa là kéo dài trải rộng, tức là gì ạ, nó không được nhiều, mình hiểu là nó không được nhiều người biết đúng không, không sử dụng nhiều ạ. Thậm chí là hai thế trong vòng 2 thế kỷ tiếng Anh đã bắt đầu được lan truyền, spread có nghĩa là lan rộng trên khắp toàn cầu do kết quả của những cái sự khám phá, sự thương mại đúng không, bao gồm cả cái việc là mua bán nô lệ nữa, sự đô hộ và những cái công việc mà liên quan đến cái việc gọi là missionary, tức là về như kiểu về 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 nhiệm vụ trong quân đội các bạn ạ. Đó, do vậy đó, do vậy gì ạ, những cái người nói English speaker, tức là những cái nhóm người nhỏ nói tiếng Anh ấy đã làm sao, đã trở nên rất là established, tức là đã được gọi là đã được gọi là đã được hình thành đúng không, và phát triển ở rất nhiều nơi trên thế giới. Các bạn nhìn này, various, tính từ nghĩa đa dạng đúng không. Đó, khi mà những cái cộng đồng này phát triển này, proliferated đó, thì phát triển đã, thì tiếng Anh gradually có nghĩa là dần dần đã trở thành một ngôn ngữ primary, tức là cái cơ bản của cái thương mại ở trên quốc tế, ngân hàng và ngoại giao đúng không ạ. Hiện ngày nay currently hiện nay thì khoảng 80% những thông tin được lưu giữ trong hệ thống máy tính ở trên toàn cầu đều bằng tiếng Anh. 2/3 những cái được viết ở trong các mảng khoa học ạ đều bằng tiếng Anh, và tiếng Anh đã trở thành một ngôn ngữ của khoa học, của truyền thông, của truyền thông ạ, của ở trên sân bay và những cái điều khiển máy bay cũng thế, cũng đều bằng tiếng Anh các bạn ạ. Ngày nay thế cho nên tại sao tiếng Anh quan trọng là vì như vậy đúng không? Vì cái dễ bằng tiếng Anh. Ngày nay có hơn 700 triệu người dùng tiếng Anh trên thế giới, và hơn một nửa trong số đó đều là những người không phải là người bản ngữ, như chúng mình ý, là không phải bản ngữ này đúng không? Non-native speakers. Constitute có nghĩa là tạo nên những người sử dụng tiếng Anh không phải là bản ngữ nhiều hơn bất cứ ngôn ngữ nào khác trên thế giới. Đúng không? Vậy tiếng Anh bây giờ cô nói chúng mình nó như là, thực ra là như là mẹ đẻ, như cái bọn cái thằng thế em bi nhà cô giờ năm nay tiếng Anh nó rất là bình thường thôi đúng không ạ. Rồi nào, cho em phải giỏi tiếng Anh mình như vậy, bắt buộc như vậy. Nào, câu 36 nhỉ, main topic của bài này đó là gì đó. Vâng, vậy 36 của chúng ta sẽ là, các bạn đúng comment là bạn nào dưới comment lên cho cô nào, 36 sẽ là gì đấy ạ. A này, số lượng những người sử dụng không phải là bản ngữ tiếng Anh. Thứ hai là tiếng Pháp ảnh hưởng đến ngôn ngữ tiếng Anh. Sự lan rộng của tiếng Anh là giống như một ngôn ngữ quốc tế, ví dụ tiếng Anh cho khoa học và công nghệ. Vâng, vậy main topic của chúng ta sẽ là gì đấy ạ? Cho cô xin đoán nhé, 36 sẽ là gì đấy ạ? Dịch hết rồi thì xong hết rồi gì nữa. Cơ bản là dịch thôi, dịch mà cô đã dịch này thì bạn làm bài dễ không? Khó phần dịch mà. Cho nên phải học từ vựng đi các bạn nhá. Mỗi một ngày học 5 10 từ, 10 15 từ, 5 ít 5 hơi ít. Vậy câu này của chúng ta phải là gì đây? C, nhớ chưa? Còn nó vay chỉ nói về cái sự mở rộng của môn của cái tiếng Anh này như là ngôn ngữ quốc tế như thế nào? C đúng không? Chính xác. Vâng, đầu tiên là như thế này, xong rồi đầu tiên là do đô hộ này, Pháp này, sau đó lan truyền dần dần qua các phương tiện truyền thông này, rồi ngoại giao các thứ đấy, tận này này. Sau đó đúng không?
Ok, xong, cô dưới đấy ạ. Ở đoạn đầu tiên thì cái từ emerge này gần nghĩa từ nào nhất? Cô vừa dịch mất rồi, có nghĩa là nổi lên đúng không ạ? Vâng, vậy 37 của chúng ta phải là xuất hiện, biến mất, thường xuyên, engage. Cái từ engage này nó có nhiều nghĩa lắm các bạn nhé. Mình có cấu trúc là ví dụ như là get engaged to somebody chẳng hạn, thì nó có nghĩa là đính hôn với ai đó. Nhưng mà cái từ engage này nó nghĩa là bận. Ví dụ như là when I call your mobile phone is engaged, thì câu này có nghĩa là khi tôi gọi điện thì điện thoại bạn bị bận ý. Thì cái từ engage trong trường này có nghĩa là bận các bạn ạ. Nhá. Rồi, ok. Vậy thì chốt đi. 37 của chúng ta chỉ có thể là gì đây? Nổi lên tức là xuất hiện đúng không? Ấy. Dịch mất rồi. Rồi, ở đoạn đầu tiên thì cái từ elements đồng nghĩa từ nhất ạ. Elements có nghĩa là nhân tố. Đúng rồi, Mason đúng rồi. Vâng ạ. Vậy thì câu 38 của chúng ta phải là gì đây? B-boy, features, đặc điểm đúng không ạ? Declaration. Declaration có nghĩa là gì ạ? Là sự tuyên bố. Curiosity, sự tò mò. Custom là phong tục tập quán. Ok. Nào, 39 nào. Approximately, when did English begin to be used beyond England? Approximately, người ta gì là xấp xỉ. À, khoảng, mình là khoảng. Khoảng khi nào tiếng Anh bắt đầu sử dụng? Ngoài nước Anh nhỉ các bạn nhỉ? Khoảng bao nhiêu nhỉ? Khoảng bao nhiêu ạ? Đây, chúng mình sẽ có dẫn chứng đấy các bạn này. Đây này, ngoài nước Anh này này. Đây này. Mãi đến những năm 1600. Đúng không? Đó. Vậy câu này của chúng ta phải là gì đây? 39 phải là đi đó. Sau 1000 mãi đến năm 1600, những năm 600 tức là 1600 tức là phải sau năm 1600, các bạn nhớ nhá. Ok, và 40 là theo đoạn văn thì tất cả các câu sau đều contribute chứ có đóng góp cho việc phát cái việc lan rộng môn tiếng Anh trên khắp toàn cầu. Đúng không ạ? Nào, vậy thì 40 của chúng ta phải là B-boy. Đúng không ạ? Rồi. Đó là gì ạ? Sự xâm lược của Norman. Đây ngay từ đoạn đầu người ta nói rồi các bạn này. Đúng không? Đâu nhỉ? Đây đây. Đây. Following tức là sau. Các bạn nhớ nhá. Tất cả đều phải sau cái sự xâm lược của Norman vào năm 1066 thì bắt đầu mình la chữ khác được. Được chưa? Cho nên con này phải là B. Đấy. Dẫn chứng rất rõ ràng nhé. Câu dưới nào. Ở đoạn số 2 thì cái từ store gần nghĩa từ nhất ạ. Store nghĩa là lưu trữ đúng không ạ? Vâng. Vậy thì 41 của chúng ta phải là gì đây? B-boy, đây là save rồi. Cái này chẳng cần phải đọc đúng không? Theo đoạn văn thì khoảng bao nhiêu người không phải là người bản ngữ nói tiếng Anh ở trên khắp thế giới ngày nay các bạn nhỉ? 42 phải là gì đấy ạ? Khoảng thôi các bạn nhỉ? Khoảng thôi. Vậy thì 42 của chúng ta phải là gì đây? Bạn đã làm rồi cho cô xin đáp án nào. Nhớ cho cô là non-native speaker nhá. Non-native speaker nhá. Rồi. Non-native speaker ạ. Không phải là người bản ngữ ấy các bạn ạ. Vâng ạ. Vậy thì 41 của chúng ta phải là gì đấy ạ? À 42 cô xin lỗi ạ. Nào sẽ là bao nhiêu đây? Bao nhiêu nhỉ? Ngày nay có hơn 700 700 triệu 700 triệu người sử dụng tiếng Anh trên thế giới, nhưng hơn một nửa là non-native speaker, tức là khoảng 350. Đúng không? Rồi, vậy thì cho nên câu này của chúng ta phải là gì đây? Phải là gì đây? 42 phải là C nhỉ chị ạ? Rồi, 350 triệu. Ok, đặt. Rồi, các bạn viết cho cô đáp án nhỉ? Nào, sẽ là gì đây các bạn? 43 các bạn ghi đáp án cho cô nhỉ. 43 đáp án của chúng ta sẽ là A nhỉ. Rồi. Occur, các bạn đừng là occur nhé. Occur có nghĩa là gì ạ? Occur có nghĩa là gì ạ? Là xảy ra, đúng không ạ? Rồi, xảy ra một cách rất tự nhiên, đúng không ạ? Rồi, trong một thời gian dài. Nhớ cho cô cách nói rất là hay các bạn để làm bài đục lỗ này. Ở bài điện tử đó, a long period of time. Đấy chưa? Rồi, 44 sẽ là gì đây? Đi đọc nhá. Yeah, worryingly. Alarming. Alarmingly có nghĩa là một cách báo động thì đây rất là lo lắng, đúng không? Rồi, 45 đó của chúng ta sẽ là B-boy nhé. Ở đây chúng ta có từ indirectly, tức là không trực tiếp, đúng không? Rồi, khi mà nhiệt độ toàn cầu tăng lên,
46 đoán của chúng ta sẽ phải là b-boy nhá. Trap hit from the sun. 47 đoán của chúng ta sẽ là b-boy nhá. Rồi, summit có nghĩa là nó có nhiều nghĩa gọi là ví dụ hội nghị thượng đỉnh này, đúng không? Hoặc cái đỉnh núi cũng dùng từ này được nhưng mà ít khi dùng. Hội nghị thượng đỉnh này. Take place có nghĩa là diễn ra. 48 của chúng ta sẽ phải là đi đọc nhá. 49 sẽ là đi đọc nhá. Rồi, và 50 của chúng ta sẽ là gì đây? See nhá. Rồi. Ở đây chúng ta có từ rapid. Rapid có nghĩa là gì bạn nhỉ? Rapid có nghĩa là nhanh chóng. Nhá, nhanh chóng nhá. Rồi, các bạn ơi, ngày mai là thứ năm, qua sẽ chữa cũng lại livestream cho các bạn nhá. Ta sẽ làm cho cô test 3 trước qua đi. Nhá. Test 3 này. Nếu mà làm nhanh thì chúng mình sắp theo kịp rồi, cô sẽ có thể chữa hai test để các bạn làm trước. Đó, bởi vì hai mấy cái test này nó cũng đơn giản thôi đấy. Lớp chúng ta chỉ thi đề kiểu na ná thôi. Ngày mai cô sẽ chữa test 3 test 4, các bạn làm hai test trước qua nhá. Đồng ý không ạ? Rồi. Ok, được rồi. Thế qua cảm ơn chúng mình đã like với qua ngày hôm nay và tương tác khá là ok. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon. Xin chào, bye bye.